chơi vui vẻ. Hai đừng quá mệt kiệt. Đừng lên sân bay nha. Mùng 1 Tết đây. Bà Út với lại gia đình anh Sơn với cô Cọp à. Đi du xuân nè. Ôi đường lên sân bay Cần Thơ cũng đẹp ghê luôn chứ. Dạ. Không có hoa nhưng mà cây đẹp. Sân bay Cần Thơ bé xíu thôi các bạn ơi. Tới rồi vắng tanh luôn. Ủa nhưng mà mua trước hay là bà đi đâu đó? Bà đi du hí với cô Cọp. Tết này năm ngoái đi Tết dương lịch, năm nay đi Tết âm lịch thử coi Đà Lạt có gì lạ không. Rồi đã tới sân bay Liên Khương nha. Bây giờ là 12:10, lần đầu tiên đi tới sân bay Liên Khương. Hai gia đình mình đã tới. Hai xe của khách sạn đã đến đón. Đây bắt đầu rời sân bay nha. Trời đẹp quá luôn. Là tới đây là núi không à? À bắt đầu vô kho tóc ha. Đường thì cong cong rồi có đồi có núi rồi đẹp nha. Cái đây là Tết Tây năm ngoái là ở đó đó ha. Xích Bèo hả? Rồi năm nay là đổi thành gì rồi? Cổng Sam Resort đây. Năm sau. Ai bắt đầu tới rồi đó. Đây. Có không? Có anh trồng cái vòng bông không? Bà Út đang tác nghiệp mà nó đòi giấy chứng minh của bà Út rồi chàng. Thảo có mấy cây mà đẹp quá trời luôn. Hoa đào rụng hết rồi, còn có tí xíu đây nè. Villa 2 là nhà này đây, giờ đi vô thôi. Vô phòng rồi. Bà nội Út với cô Hương đây. Hai công chúa nè. Hai công chúa. Nhà khách của hai người đẹp đây. Mời ban công. Tuyệt vời luôn. Mỹ quá nhiều luôn cô Hương. Thơm không bà? Thơm, cái nồi khai này thơm lắm. Hồi nãy mình cũng có giới thiệu rồi á. Nó đổi màu, đầu tiên là nó tím nè. Đầu tiên là nó tím đậm luôn. Dạ. Sau đó nó đổi qua màu vợt, vợt vợt như thế này. Dạ. Xong rồi nó trắng tinh là nó rụng. Ôi quá nguyên cái đám này. Con cứ tưởng là nó có hai loại không chứ. Nó lên ba màu luôn cô Hương. Dạ. Đầu tiên là nó tím đậm luôn. Cô Hương zoom gần đây nè, cho mấy bạn thấy nè. Đây. Đầu tiên là nó ra đậm như vậy luôn. Dạ. Sau đó nó lợt lợt dần dần nè. Dạ. Đây dưới này nè. Nó zoom vào đây lớn lên nè. Cái này là bắt đầu tiếp nó lạc lại. Chỗ này cái trắng tinh luôn. Trắng tinh luôn, cái cô Hương coi nè, cái chỗ này nè cô Hương. Nè. Xấu xí rồi nè cô Hương thấy không? Dạ. Rồi cái thằng này là héo luôn rồi đó, là rụng đó. Dạ. Mình đi ra phía sau luôn không bà? Đây. Cô Hương lấy xe đôi hả? Không lấy xe đơn hả cô Hương? Dạ lấy xe đôi bà. Rồi, xe đôi bà ngồi sao bà đạp tiếp cô Hương nha. Đạp được, nó không lái được sao chứ nó đạp được.
Rồi, cô Hương lên. Trời, hơi cao nha. Cao hả? Vậy bà ngồi phía sau thì không cao. Dạ. Sẵn sàng cho một chuyến đi xa chưa à? Xong rồi đó. Ơi, bắt đầu nè. Có được không? Có được không? Thắng không được anh. Đúng rồi, thắng không ăn. Cực kỳ khó chạy luôn. Cảm ơn anh. Thắng không ăn mà không dám chạy đường dốc. Thôi đổi đi. Đổi chiếc xe khác đi. Lên xe đi em ơi. Đổi xe hai người rồi hả Hương? Không. Dạ, xe kia chạy nguy hiểm quá bà ơi. Rồi rồi. Đi xong rồi chạy lại. Khoan nè, chở bà đi với nè. Chạy không, chạy xuống dưới kia đi. Rồi. Rồi lên xe Hương nha. Không chị con. Dạ rồi, sẵn sàng. Đổi xe cho an toàn. Xe nãy khó chạy quá. Hú hú, giơ tay quay lại chào đi. Tay rồi mà chào. Hú. Cái hồi nãy chạy cái xe để cái xe ở đó đẹp lắm á, nhìn giống nước ngoài đi du lịch á. Có lại nãy sao bưng cái xe xuống rồi bưng lên vậy? Tại mình nghĩ là cho cái hồ đó có mình thôi, 20 dừng đâu. Đi ra lấy mượn cái xe nó đi chạy. Để cho bà có được ngó ra hồ, cái hồ nước hồi nãy không? Có. Bà ra hồ nước bà đi đủ hết trơn rồi, bà xuống cầu bà lên. Ý mấy cái phòng biển. Á có bà lên bay xuống biển đủ hết rồi nghe. Em tưởng cái phòng bà không có, bà vô phòng con cái view ha, con rót cho bà ly rượu vang nha. Ngồi bà chụp hình bá cháy luôn. Ồ, thật là vui hết các con ạ. Bà đi cái này bà nhớ đời. Cái này là bà nói với các con là đúng nghĩa là làm vệ sinh tâm thần luôn nha. Đúng các rồi. Con. Đúng nghĩa con là đang làm là vệ sinh tâm thần. Chứ đi ra đời thành phố Đà Lạt chán á. Không thích ra thành phố Đà Lạt. Đây nè bà chạy nhanh nè. Đi ra cái thuốc gần kia kìa, hoa nhiều đẹp kìa. Cái này nó có cái này không? Bà đảo lại xong cái bà té cái đồ. Ừ. Hôm nay ông gì bà? Cái này bà không biết luôn á, ở Cần Thơ mình kêu là rau mèo, còn ở đây bà không biết, chắc nó có cái tên. Có mùi đó bà. Ừ, nhưng mà nó hơi rít rít á, cái này nó hơi rít lắm á cô Hương. Bà thấy cái trái nó giống như cây sâm đất hay là lá nổ gì với mình mà. Bà không biết, nổ mà bà kêu cái này là rau mèo. Dạ. Để về hỏi lại coi nó là cái gì. Nhưng mà nó nguyên một bụi đẹp quá trời luôn nè. Dạ. Cô Hương chụp cho bà tắm ngay đây đi cô Hương. Dạ. Rồi, dạ. Tím nghiệm đẹp quá. Lãng mạn thơ mộng. Có cái à, cái đó chắc làm cảnh mới ngồi được không ta? Chắc là được. Ừ. Năm nay mình ở Sam Resort nha. Rất là yên tĩnh luôn đó, ở trong cái nhà đó. Đồi thông. Chiều ơi, lên đồi thông chơi nè. Hai bà cháu đi lên đây. Đúng nghĩa như là đi chỉ nghỉ ngơi thôi à? Đi nghỉ ngơi, đúng nghĩa là dạ. Đi nghỉ ngơi thôi. Đi hưởng không khí mát vậy thôi à. Cho nên là chưa có kế hoạch gì hết trơn á. Tối nay thì bắt đầu cô Hương mới sợt lên coi cái những chỗ nào cần đi. Tại vì thật ra thì đi nhiều lần quá rồi. Bây giờ cũng chưa biết cái chỗ nào là mới nữa. Mà đúng nghĩa là nghỉ ngơi, nếu mà bạn nào mà đã học qua mà phần tâm lý á, thì nó sẽ có nghe được cái cụm từ là làm vệ sinh tâm thần. Cái này đúng nghĩa luôn. Đúng nghĩa là mà Nam Thương bữa nay đang đi làm vệ sinh tâm thần luôn đó. Rũ bỏ bụi trần vậy đó cô Hương ha. Rũ bỏ bụi trần. Quên đi những cái cuộc sống hàng ngày. Và để được nghỉ ngơi, yên tĩnh, hưởng không khí trong lành. Ha. Đúng nghĩa luôn. Và tối nay là cô Hương nhớ là cô Hương tìm coi chỗ nào mình chưa đi. Bà nghĩ là bây giờ mình đi tìm cái chỗ người ta trồng cây đó, mấy cái vườn nào mới mà mình chưa đi cô Hương. Tập làm nông dân á bà. Tập làm nông dân hết thôi, mình đi ra đồi chè đi. Dạ. Đồi chè đi làm nông dân thu hoạch chè một bữa ha. Nhìn lên cho thấy mặt đẹp coi. Ôi, cô cọp đẹp quá. Mát ghê cô Hương. Dạ. Nguyên cái đồi thông luôn. Sao cái đồi thông phía sau cháy đen thui vậy bà? Sao này hả cô Hương? Dạ. Cái này để bà nói với cô Hương nghe. Cái đồi thông này nè. Đây đây, cô Hương qua đây nè, cô Hương bà chỉ với cô Hương coi. Đây, cô Hương gần đây nè. Bếp ở đây nè cô Hương. Hương thấy cháy đen luôn không? Dạ. Lúc đầu bà cũng tưởng là bị cháy. Nhưng mà thực ra không có phải. Ở đây khi mà mình hỏi cái nhân viên ở đây á, người ta mới cho mình biết là hàng năm vậy đó, lá không nó rụng xuống rất là dày. Bằng chứng là mình đi như hồi nãy vậy đó, cô Hương đi là bị trượt đó. Và rủi như có xảy ra hỏa hoạn gì đó là nó cháy, người ta chữa không có kịp.
cho nên cái này là theo định kỳ hàng năm á cô Hương. Dạ. Thì người ta đốt, nhưng mà cái này là có kiểm lâm đồ vô kiểm soát luôn nha cô Hương. Dạ. Là hàng năm người ta đốt, ta có chuẩn bị trong tư thế chủ động, và người ta có các cái phương tiện phòng hộ, và người ta đốt bớt đi cho cái độ dày của cái lá rụng á nó mất đi. Dạ. Nó thấp xuống. Như vậy là hàng năm người ta vẫn đốt đều đặn vậy. Mà cái này không có sợ chết, nó rất là khỏe. Thấy gì đó mà mưa xuống cái là bắt đầu nó sống lại, lúc đầu nhìn tưởng là nó chết nhưng mà thật ra không phải mưa nghe. Dạ. Ngộ quá, cái này đi một ngày đàn học một sàn khôn thiệt luôn á nghe. Cái vụ thì sáu mấy năm bữa nay bà mới biết á. Mà đi mà tưởng nó cháy, là bị cháy rừng hay là bị gì không biết. Cảm ơn bà. Hồ này hồ gì bà? Bà biết chết liền á, chắc hồ Tuyền Lâm quá ha, tại vì mình đang ở cái quần thể này là quần thể của hồ Tuyền Lâm. Dạ. Bà nghĩ chắc là hồ Tuyền Lâm đó. Tại vì có Sam Tuyền Lâm. Đây cô Hương, gần đây nè cô Hương. Xin gần luôn. Nhỏ lớn bà cũng mới thấy non nè. Đó, trái già mình thấy hoài à. Shop hoa của bà đó cũng hay mua cái này về trang trí Noel đó. Nhưng mà chưa từng thấy cái thông này, coi như là trái thông non đi. Nhưng mà hồi nãy lúc mà mình ăn ở trong nhà hàng của Hương nhớ nói gì không? Bụi thông á bà. Bụi thông. Yeah. Nói chung là bụi thông rất là nhiều luôn, mà nó bay bám đầy bàn luôn. Lúc nãy vô ăn là không có, nó kêu đừng có ngồi ngoài, bụi thông nó sẽ bay xuống. Cho nên là đi vô nhà, trong nhà kính luôn. Cái vụ này mình cũng mới biết luôn. Nhiều ghê luôn nè cô Hương ha. Dạ. Đẹp quá. Sao bây giờ làm gì? Đây là để con so sánh hai cái chứ. À. Cái view này đẹp quá cô Hương ơi. Nước sạch sẽ, trong quá. Nước trong xanh luôn mà mây trắng rồi. Lá cây rồi đẹp quá. Mimosa nè. Quá trời nhiều luôn rồi nè. Ở shop hoa cô đó cũng hay mua cái đọt mimosa này về cắm hoa nè. Cắm chậu á Hương. Bó bông là mimosa. Nó đó, nó đó. Nó màu vàng rực luôn nè. Đào này còn bông nhiều nhất từ nãy giờ luôn đây. Bông này cánh nhỏ à.